Hello, chúng ta lại lên hình rồi. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4, mọi người đều được nghỉ, thế thì mình sẽ lại có một chút thời gian để mà online xem thế nào. Yes. Hello. Xin chào một bạn mới vào. Không biết là ai. Hello, xin chào mọi người. Ở mọi khi thì thỉnh thoảng mình sẽ dành khoảng 15-20 phút để mà ghi một cái clip để mà chia sẻ những kinh nghiệm của mình biết về những thú chơi hoặc là những thứ mà mình nghĩ rằng mình nên nên chia sẻ với mọi người. Thế thì ngày hôm nay là ngày nghỉ, tôi sẽ lại chia sẻ với mọi người về nhiếp ảnh nhé. Thế thì thay vì nói chuyện một mình với cái camera thì hôm nay mình livestream, sau đó thì cái livestream này sẽ được đưa lên trên YouTube để mọi người có thể dễ xem lại. Hello Thái Thanh. Ồ, lâu lắm mới thấy ông lên đấy nhỉ. Không biết tình hình dạo này diệt mối gián thế nào. Máy qua đợt đấy nhà tôi dán là dán Việt Nam ấy nên rất là dễ xem. Xin chào ông em Thông. Tầm này chắc là ở nhà khách sửa xe sẽ ít đi đúng không? Tha hồ ở nhà độ xe. Nguyễn Việt Tiến này, hello. Lâu lắm mới gặp ông bạn tôi, không biết giờ này đang ăn cơm chưa? Chăm con như nào? Hello Tiến. Chào người em Đà Nẵng. Tình hình Đà Nẵng nào ở Tiến? Nhiều tình hình có yên nắng không? Chào bạn. Qua đây đi, qua đây đi. Anh thấy rằng là để râu thì cũng tốt thôi, tại vì là nhiều người mà không may bị ung thư ấy thì họ không để râu để tóc được. Anh nghĩ rằng là mình nên để râu. Cho nên là đấy một cái sự gọi là chia sẻ và ủng hộ với những người như thế. Thứ hai là anh cũng đang join vào một cái cuộc chơi với ông bạn là sẽ để râu và tóc cho đến khi hết dịch Covid và gặp nhau sẽ xem lại là tóm lại là lúc đấy sẽ như thế nào. Ui ôi, ông Thắng này về quê không? Anh Quân Trần là hello. Hà Lưu này, ui cao thủ chụp ảnh, xin chào Hà Lưu. Hôm nay thực ra là lúc đầu là em định định quay một cái clip để mà chia sẻ mọi người về cái chụp ảnh thôi. Nhưng mà em nghĩ rằng là thôi thì mình nên online, mình nên làm online thì sau đấy thì mình có sự tương tác với mọi người, tương tác với những người bạn của mình thì cái câu câu trả lời trên video là nó sẽ thiết thực hơn so với việc là mình nói một mình với camera. Thì cái mục tiêu chắc là em cũng sẽ chia sẻ nhé. Thế còn mọi người thì có câu hỏi gì mọi người cứ hỏi, em sẽ trả lời và quan điểm của em là sẽ nói thật. Sẽ nói thật về máy ảnh. Xin chào Tâm. Cảm ơn em qua đã follow cái dự án của anh nhé, cái dự án The InSpot của bọn anh. Hello tất cả mọi người. Ok. Mình sẽ quay lại chủ đề chụp ảnh nhé. Thế bây giờ mọi người hỏi gì thì mình sẽ trả lời, nhưng mà trước hết thì mình sẽ đưa ra cái chủ đề. Cảm ơn Tuấn Anh đã khen. Mình sẽ quay lại cái chủ đề này. Trong cái thời gian vừa rồi thì rất là nhiều bạn bạn có hỏi mình là mua cái máy thì mua máy gì và mua len thì mua len gì. Trong đó thì có những cũng phần lớn là những người mới chơi thôi, bởi vì những người chơi lâu rồi thì họ sẽ biết thực sự là mình muốn gì và cái gì là phù hợp với bản thân, cũng như là có lẽ là họ hiểu được cái ưu thế và
cái hạn chế của mỗi cái máy ảnh hoặc là mỗi cái đồ mà họ dùng thì họ sẽ không 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 hỏi nữa. Thì mình cảm thấy rằng là khi mà các bạn ấy hỏi ấy, thì cũng là cơ hội để mình biết thêm và cũng là cơ hội để mình chia sẻ. Thế thì trước đây khi mà mình chụp ảnh đường phố, mình chủ yếu là người chụp ảnh đường phố hoặc chụp chân dung, mình rất thích chụp chân dung, bắt khoảnh khắc chụp đường phố là chính. Sự kiện thì mình cũng thích, chụp đám cưới thì phần lớn thì mình cũng chỉ chụp ảnh phóng sự thôi, tức là mình hoàn toàn không 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 setup và mình hoàn toàn chỉ là một người bạn ở trong một không gian như thế, và mình sẽ chụp lại tất cả mọi thứ diễn ra hết sức là tự nhiên. Thế thì thời gian đầu tiên khi mà mình chụp ảnh thì mọi người gọi mình là Long Tê Lê, bởi vì là thời đó thì mình dùng cái ống là 70-200, tức là cái ống dài to đùng như này này. Thế thì cái 70-200 nó có gọi lens tele, tức là tất cả những cái ống kính nào mà có tiêu cự trên 50 thì nó gọi là lens tele, lens tele. Thế thì mình dùng 70-200. Thế đến sau một thời gian như vậy thì mình quyết định bỏ cái lens tele đó đi và mình chuyển sang các tiêu cự ngắn hơn như là 50, và đặc biệt là cái ultra wide 16-35, ultra wide 35, tức là cái khi mà bạn ngắm vào cái máy ảnh này thì nó rất là rộng. Xin chào mọi người, xin chào Nguyễn Viết Tuấn này, xin chào Hằng, Trần Tèo, úi rồi là cả Lê Ngọc Mai nữa. Xin chào Tuấn Linh, anh Thắng Chu. Chia sẻ một chút thôi. Thế thì thực ra thì lens nào thì cũng chụp được, và ảnh đường phố là cái gì thì thực sự thì mình cũng không định nghĩa, bởi vì ngoài đường phố có vô vàn thứ diễn ra, có khi bạn chụp chân dung, có khi bạn chụp phong cảnh, có khi bạn chụp một người đứng trước phong cảnh, có khi bạn chụp hai người gặp nhau. Xin chào anh Ngọc Ducati. thế thì tại sao phải chơi tele, tại sao phải chơi ultra wide, tại sao phải chơi khoảng cái tiêu cự, những cái khoảng tiêu cự khác nhau, thì mình cũng xin trả lời luôn là cái tiêu cự khác nhau thì giúp cho cái trải nghiệm của bạn với khung cảnh một cách khác nhau. Tại sao người ta cần phải trải qua rất là nhiều cái tiêu cự như vậy? Bởi vì người ta trải qua những cái trải nghiệm khác nhau, và đặc biệt là những người chơi thì đôi khi họ sẽ thích là thích sử dụng những cái máy full frame, bởi vì cái máy full frame thì giúp cho bạn trải nghiệm đúng cái tiêu cự đó. Ví dụ để mình nói cho dễ hiểu là, ví dụ như là trên tiêu cự này là ghi là 25, trên này ghi là 25 1.4 nhé, thì thực tế vì cái con này là con crop, đâm ra là tiêu cự nó sẽ phải tương đương với góc nhìn khoảng tiêu cự 35 ở trên full frame. Bởi vậy thì nhiều người sẽ mua full frame đơn giản là vì cái tiêu cự đấy nó như nào thì nó đúng như thế, cảm nhận nó đúng như thế, thay vì việc là dùng trên crop. Mình cứ hay nói trong những clip là cứ phải nhân lên 1.5 rồi 1.3 hay là vân vân ấy, thì đôi khi mọi người không hiểu, những người mới họ sẽ không hiểu. Thế thì khi mà mình dùng tele thì thường bạn sẽ đứng ngoài cái câu chuyện diễn ra ở trên đường, và ví dụ như mình gặp một người người, người chọc đầu xong ngẩng mặt lên trời, xong là mình tưởng ồ anh này chắc là đang ngắm cái gì trên trời đó, thế tất cả mọi người nhảy vào. Thực tế thì anh ta chả làm sao cả, chỉ bị chảy máu cam thôi. Do vậy thì cái lens tele đôi khi sẽ làm cho bạn không biết được thực sự cái điều gì đang diễn ra đối với cái đối tượng trong ảnh. Đôi khi bạn chỉ đi qua gặp một người trên đường chụp pẹt 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 và bạn không có cơ hội biết thực sự câu chuyện gì. Thế thì khi bỏ lens tele đi và bạn sử dụng một cái lens siêu rộng là cái lens 16-35, sau đấy mình có nói 16-35 rồi, trước đấy mình có chơi Tokina 11 bao nhiêu đó, thì phải nói rằng là khi mà thay đổi cái đấy, thế thì bạn buộc phải đến gần cái đối tượng của mình hơn. Thế thì bạn cứ thử nghĩ xem, nếu bạn đến đến gần một cái người mà bạn không quen biết thì họ sẽ làm gì? Bạn sẽ giơ máy ảnh lên pịch, và đôi khi bạn sẽ bị họ mắng, họ chửi, họ đuổi. Mình thì nói thật là đến giờ phút này chưa bị ai làm thế cả. Đấy, các bạn hay chụp đường phố thì cứ hay bảo là bị như thế, nhưng thực sự đến giờ phút này mình chưa bao giờ bị ai đánh đuổi cả. Thậm chí là sau đấy thì mình có đi làm phóng viên, thậm chí còn mang cái camera rất là to nữa, đến gần người ta thì người ta cũng không làm gì cả. Thế thì làm thế nào để làm được như thế? Thế thì mình có mấy cái bí quyết. Một là
bạn phải tỏ ra bạn rất là vô hại, tức là bạn không làm gì, bạn thân thiện, bạn chào hỏi, nói chuyện. Thế thì khi mà mình nói chuyện xong thì người ta cảm thấy mình vô hại, và thứ hai là mình họ cảm thấy quen với việc mình ở đấy. Thậm chí là đôi khi mình sẽ chụp một vài tấm ảnh cho họ xem đây là cái thứ mình định chụp rồi cho họ xem, thì họ cảm thấy hiểu rằng cậu này cậu không làm gì mình, cậu ấy không có hại với mình thì người ta sẽ cho mình chụp thôi. Đặc biệt là trong một cái sự tiếp cận như thế thì bạn không thể dùng lens tele được rồi. Và khi đấy thì mình sẽ dùng lens ultra wide. Cái ultra wide nó có một cái ưu điểm của nó là cái mức độ tương tác với việc đối tượng trong ảnh là rất gần, và thứ hai có một ưu điểm nữa là khi bạn chụp cái người trong khung cảnh đó, đôi khi ống kính lại không hướng về người ta. Đó, thế thì đôi khi người ta không biết rằng là mình đã bị chụp mà mình vẫn chụp được ảnh. Thứ hai là khi mà dùng ultra wide ấy thì mình sẽ thấy là mình rất sát với người ta, mình phải nói chuyện với người ta, mình hiểu thực sự câu chuyện là gì. Mình nhớ là ở trên một cái ngôi nhà cháy ở trên chỗ, mình không nhớ nhầm thì trên phố Hàng Bạc thì có một ngôi nhà cháy. Thế thì khi mà mình đi vào cái ngôi nhà cháy đó, thế thì mình có xin phép ông chủ nhà là cho phép cháu vào chụp nhé. Vâng, ông khó chịu lắm, ông ấy cực kỳ khó chịu luôn. Câu chuyện đấy là một, nghĩ là một cái bài học rất là lớn đối với mình, mà nó mình nhớ mãi và mình hay chia sẻ là vào đấy thế thì mình xin phép đàng hoàng lịch sự thì người ta không cho mình vào, mình rất khó chịu. Thế sau đấy thì mình đi vào, mình nhìn quanh, mình không chụp ảnh gì cả, mình không chụp ảnh nhé, mình đi vào mình xem thực sự ngôi nhà này như nào thì thấy trời ơi, tại sao một ngôi nhà cháy như này mà mọi người vẫn phải sống, rồi có cả biển là chỗ này cấm qua lại, tại sao mọi người vẫn thế. Rồi thế là mình đi ra, mình quyết định đi ra và mình gặp ông chủ đấy, mình mới bíp 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 bíp, tại sao mọi người lại có thể để cho bác sống trong một khung cảnh như thế này nhỉ, nói chung là không thể, tại sao này quá nguy hiểm cho mọi người. Thế là ông ấy hiểu ra là cậu này cậu đến cậu đồng cảm với cuộc sống của tôi, cậu ấy muốn chia sẻ với tôi, và ông ấy lập tức đứng dậy là ông ấy đưa tôi đi vào trong để dẫn mình đi chỗ này, dẫn mình đi chỗ kia, tả cho mình thông tin này, tả cho mình thông tin kia. Thế thì khi đấy thì mình sẽ có thông tin để mà viết caption. Nhiều người nói là tại sao chụp ảnh mà anh cứ phải viết những cái bài viết thế làm gì, tại sao không để tiếng ảnh nói lên tiếng nói của riêng nó. Tất nhiên thì không có đúng sai ở đây, nhưng mà mình nói rằng là một bức ảnh nó chỉ là một cái gọi là một cái miếng, một cái lát cắt trong tất cả những câu chuyện thôi. Và cái việc bạn kể lại câu chuyện đấy và câu chuyện đấy nó sẽ tồn tại mãi, và bạn có cái thứ mà có thể chia sẻ với người khác. Và cái việc mà cả ảnh và cả caption hay caption và câu chuyện đi kèm đó là một điều rất là cần thiết. Thế thì một là báo chí thì mình không làm báo chí trên Facebook. Facebook là nơi chia sẻ, bởi vậy thì chia sẻ có nghĩa là người ta có thể dùng ảnh, người ta có thể dùng text, người ta có thể dùng video và dùng tất cả những cái gì có thể để mà chia sẻ những cái quan điểm đó. Bởi vậy mà mình sẽ kết hợp những cái chuyện đấy. Thế còn khi nào mà làm nghề, ví dụ như bảo đây là phóng sự ảnh thì ảnh đấy nó sẽ phải caption nó đúng chuẩn 5W1H vân 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 thì khác. Cho nên chúng ta hãy tôi nghĩ rằng là chúng ta nên cởi mở trong cái chuyện mà đôi khi nhầm lẫn giữa giới hạn làm nghề và Facebook, và Facebook và báo chí vân vân, thì chúng ta là thay đổi cái thứ đó. Thế thì cảm ơn Tuấn Anh rất nhiều. Thực ra thì đấy là cái mình đã thích từ rất là lâu rồi về cái chuyện phong cách bắt khoảnh khắc. Mình có chia sẻ kinh nghiệm với một cái bạn mới nhé, những bạn mới chơi thôi, những bạn lâu rồi thì mình không dám chia sẻ bởi vì các bạn có những cái kinh nghiệm riêng mình. Từ khi mình bắt đầu chụp power shot cho đến bây giờ, bởi vì mình không chụp thể thao, thực ra thể thao thì nó cũng tùy hoàn cảnh, thực tế trong cuộc sống trẻ con chạy cũng gọi là thể thao rồi. Thì khi thời gian đầu tiên khi mình chụp ảnh thì luôn luôn là mình chụp phát một, tức là ví dụ như trên cái máy này nó có chụp chế độ liên tục, chụp chế độ nhanh, chụp chế độ, nhưng mình luôn chụp phát một, tức là chụp cạch 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 chứ không phải, bởi vì như thế nó làm cho cái cảm nhận của bạn về chụp ảnh nó sẽ giảm đi. Giống như bạn có bao giờ là một người lính ra trận mà người ta lại rèn luyện người lính đi bắn súng máy đầu tiên không? Người ta sẽ phải rèn luyện, người ta bắn súng 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 AK-47 đấy, bắn một phát, phát một, phát một. Nếu còn nếu mà bạn ra trận mà gặp ông nào bắn ngon thì bắn 3 phát 1, bạc, rất đều, tức là cái rất đều đấy. Thế thì thời gian đầu tiên thì mình cũng áp dụng cái việc đấy cho cái máy ảnh này, và sau đấy thì cái khả năng bắt khoảnh khắc của mình là rất tốt. Mình có thể tự tin là khả năng bắt khoảnh khắc rất tốt, bởi vì thực sự không phải là bạn nhìn thấy ấy, không phải là bạn nhìn thấy nhìn thấy cái khoảnh khắc đấy bạn mới chụp, mà là phải là bạn đoán trước tình huống đó, bạn sống trong tình huống đó, bạn biết rằng người này sắp vui, người này sắp buồn,
bạn biết được tâm lý của người ta, thì khi đấy thì bạn sẽ bắt trước một lúc. Thế thì ngày xưa chụp DSLR ấy thì nó sẽ nhanh hơn so với con mirrorless một tí, nhưng mà sau này thì mình chụp mình thấy rằng là vấn đề nằm ở cái cảm nhận của mình với tình huống đấy, thì đối với con này sẽ phải chụp sớm hơn một tí, và khoảnh khắc đấy thì dần dần mình quen được là à mình chụp thế thường sẽ không bị miss là vì như vậy. Thế còn đoàn đông có hỏi là bạn nghĩ sao về việc mình không nhìn ra việc mình ảnh bị ám xanh blue do mình chưa quen hay mình có vấn đề gì màu sắc hoặc do vấn đề mình kéo màu trong hậu kỳ. Thế thì mình phải chia sẻ thật như này nhé, thực ra đừng quá quan trọng về chuyện ám hay không ám. Ám xanh đôi khi nó hay của nó, ám green nó có hay của nó, ám vàng nó có cái hay của nó. Khi mình đi chụp thì trước đây mình có thời gian dùng flash thì mình có đi chụp và mình dùng flash để nó thổi bay tất cả những cái ánh sáng, phần lớn của ánh sáng đó đi và giữ được cái ánh sáng nó trắng. Nhưng rồi thì mình cảm thấy là mình dùng nếu quá nhiều flash mình cảm thấy mình tách biệt của họ ra khỏi không gian đấy, bởi vì mình đã bỏ flash đi và quay trở lại chụp là không flash để mình giữ được cái ánh sáng chung quanh đó và cái cảm nhận của cái người nhân vật đó ở trong khung cảnh đấy. Thế thì trong hoàn cảnh đấy cái ánh sáng nó có thể bị ám bởi không gian xung quanh, cho nên là đôi khi ám bạn đừng quá quan trọng. Còn nếu bạn muốn là chụp không bị ám thì ok, bạn có thể chụp raw về chỉnh lại độ chỉnh lại nhiệt độ màu thì nó cũng sẽ hết thôi. Nhưng mà cái quan trọng là rất là khó như này này, là mắt mình sẽ cảm nhận khác mắt của bạn, mắt của bạn lại khác của những người khác. Thế thì rất là khó để mà nói rằng là thế nào là đúng, vì bạn biết là rất nhiều người chụp ảnh thậm chí rất là giỏi mà mình biết thậm chí mắt họ còn bị mù màu cơ, thế thì làm nào. Cho nên là đừng quá quan trọng cái chuyện ám hay không. Bạn cứ chụp dần thì lúc đầu ví dụ như là mới chụp mình sẽ chụp màu nó hơi over lên một tí, rồi dần dần mình sẽ nó đúng trung tính hơn, rồi nó tùy vào cái thời gian và cái tâm trạng của mình nữa. Nhưng mà theo thời gian thì người ta sẽ hướng đến những hình ảnh nó trung thực hơn, bởi vì mình đã đọc một cuốn sách mà nó nói như này này. Nếu bạn chụp phong cảnh mà làm cho phong cảnh nó quá đẹp thì cũng có lỗi như bạn chụp nó quá xấu vậy. Khi bạn chụp một cái không gian mà quá đẹp thì khi người ta đến cái khung cảnh mà bạn vừa chụp đấy, bạn lại cảm hỏi thất vọng kinh khủng, bởi vì nó không giống tất cả như gì bạn nghĩ, thì bạn tạo ra một sự thất vọng. Ngoài ra thì khi bạn chụp một nơi quá đẹp thì nhiều người đến, và nhiều người đến thì phần lớn họ sẽ làm chỗ đấy không còn đẹp nữa, hoặc là bị quá nhiều người đến nó thay đổi không gian xung quanh, hoặc là làm cho cái người dân ở đấy họ cảm thấy khó chịu. Thế còn bạn chụp quá xấu, thế thì bạn chụp quá xấu chỗ đấy quá nhếch nhác thì người ta cũng muốn là đến đấy để thay đổi. Thế thì người ta đến đấy thì người ta làm nhà làm đường thay đổi đi, thế là thôi tất cả mọi thứ còn chấm dứt. Thậm chí có những người chụp cái cây xong thì chặt luôn cái cây đi để người sau không chụp được cái ảnh giống như thế nữa, thì thực sự điều đấy rất là buồn cười. Do vậy thì mình nghĩ rằng là bạn cứ chụp đi, đừng quá là quan trọng những cái chuyện đấy. Hôm nay mình chụp chưa được thì mình chụp tiếp, dần dần thì khi mà có đến một thời gian chụp nhất định, bạn sẽ biết được là à tại sao nó lại như thế, thì để tranh thủ chia sẻ với người khác, mang người khác chia sẻ nói chuyện thì chia sẻ với nhau thôi, chứ còn không có đúng có sai. Bởi vì nếu bạn chụp ví dụ bạn phong cách của bạn là chụp ám xanh thì bạn chụp 10.000 tấm ám xanh thì có thể bạn trở thành phong cách, và khi bạn ảnh đã đẹp rồi thì hoặc là đã quyết định được cái câu chuyện đằng sau nó, thuyết phục được cộng đồng rồi, thì khi đấy dù ám xanh hay ám vàng thì bạn vẫn có những phong cách riêng của mình. Đừng quá là bị serious hoặc quá là nghiêm trọng những vấn đề đấy. Mình nghĩ là như vậy. Mình thì không giỏi, nhưng mà thôi thì mình có sao thì mình nói vậy thôi. Xin chào Trung Kiên này, Ôi Tiến Phùng này, xin chào Hoàng Linh, xin chào mọi người, rất nhiều anh em đang ở đây. Thế thì hôm nay chắc là 12 giờ đến giờ ăn cơm, nhưng mà mình thì ăn cơm hơi muộn, ăn cơm sáng hơi muộn, nên là thôi thì mình cứ nói chuyện với mọi người cho nó vui đó. Cho nên là bạn đoàn đông vẫn lo ngại là khi mà chụp ám màu da của mẫu gì. Thực tế mà nói nhá, mình không dám nói như mà thế này. Tất nhiên thì trong những hoàn cảnh đặc biệt nào đấy bạn vẫn phải đúng màu da để tránh bị ám quá mẫu chê. Nhưng mà chắc là bạn nếu mà quá quan trọng, trong trường hợp quan trọng thì chụp raw về chỉnh lại. Còn mình nói thật là 99% những gì mình chụp trong rất nhiều năm qua là mình chụp JPEG thôi. Nhưng đừng làm cái gì quá, làm sao nó giữ được sự trung tính nhất định. Nếu có chỉnh một chút thôi, đừng có chỉnh quá, và hiểu là tại sao mình làm như thế. Thế thì nếu mà có dịp thì anh em mình có thể chia sẻ với nhau là tại sao cái màu da nó là như vậy. Thế còn
Nếu mà chụp trong studio hoặc những cái đòi hỏi cao hơn thì nó là một vấn đề nó khác rồi. Thế thì thôi thì mình cứ cứ từ từ thôi. Còn khi nào đoàn đông rảnh thì có thể chia sẻ, anh em mình có thể làm một cái video nói chuyện với nhau cũng được. Chia sẻ riêng về cái chuyện đấy làm thế nào để cho nó trung tính hơn. Thế còn mình cũng chia sẻ nhé, phần lớn nhé. Phần lớn mình chụp JPEG, phần lớn mình chụp auto white balance. Phần lớn. Mà mình rất hài lòng với nó thôi, mà mình không quá là ám hay không ám thì đôi khi nó không quá quan trọng lắm đâu. Đừng đừng quá bị nghiêm trọng vấn đề đó. Ok, Hà thì tại thanh niên nghĩ sao khi mà có một bạn mới chơi hỏi anh em mới tập chụp ảnh, anh khuyên em nên mua máy gì, ống gì? Thì thực ra thì tôi nghĩ rằng là câu hỏi đó không chỉ là của người mới chơi đâu, mà là cả của người chơi lâu rồi mà muốn thay đổi máy thì cũng sẽ băn khoăn như vậy thôi. Đó là một câu hỏi rất bình thường. Thế thì tôi hay hỏi lại là tóm lại bạn muốn bao nhiêu tiền? Bạn có bao nhiêu tiền để mua? Bạn có ngần này tiền thì mình khuyên là như thế này. Và bạn chỉ như này thôi, nhưng mà như bạn biết đấy, thì bất cứ ai chơi bất cứ một cái gì mới thì đều sẽ muốn thêm 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 tuyệt vời tuyệt vời, nâng cấp nâng cấp nâng cấp. Thế thì sau khi chơi bất cứ một cái môn gì đấy xong thời gian thì họ sẽ biết chính xác mình muốn gì hơn và họ sẽ thay đổi. Thế thì hôm nọ quay trở lại nhé, hôm nọ thì có một người hỏi mình là mua máy mới thì mua len gì, thì mình đã khuyên anh ấy giống như cái nội dung của mình muốn chia sẻ với em, mình khuyên anh ấy là chỉ mua một cái ống 23 thôi như mình đang dùng thế này. Ống 23 như mình đang dùng 23, tức là thôi thì cứ tính đi là 23 trên crop đi, thì tương đương với ống, tức là ống 35 ở trên trên full frame, tức là tiêu cự 35. Thế thì ở tiêu cự 35 ấy thì trước 77-200 nhé, là bạn đứng rất xa. 16-35 bạn đứng quá gần, đôi khi còn cảm thấy là nếu bạn không đủ kinh nghiệm, không đủ khả năng làm bạn với những người trong ảnh thì đôi khi là 16-35 sẽ làm nó họ đôi khi khó chịu. Thế thì mình lùi lại một tí, thế thì mình dùng tiêu cự, mình đã dùng tiêu cự 50-85 rồi, thì 50 thì nó lại thế nào nhỉ? 50 thì lại không, nó hơi hẹp một tí. Mặc dù 50 là một tiêu cự mà mình cũng có xem những cái người rất giỏi, rất nổi tiếng trên thế giới chụp ảnh thì họ nghĩ là 50 là đủ cho rất nhiều tình huống. Mình thì thôi thì mình lùi lại là để tiêu cự là 35, và với cái tiêu cự 35 này thì gần như mình chụp được phong cảnh chung chung, đường phố, chân dung, sự kiện, thậm chí là thỉnh thoảng có chụp thể thao. Thể thao thì mình hay dùng cái bố cục đệm, tức là trong cái hình chuyển động thể thao thì có một cái đệm ở đằng trước đối với nó. Và gần như đến tiêu cự 35 này là một khoảng cách rất là trung tính, vẫn vừa tác động được đối tượng ở trong ảnh, vẫn phải làm bạn với họ, nhưng mà cũng vừa đủ khoảng cách để họ không cảm thấy nguy hiểm. Và zoom thì sẽ phải đi bằng chân đó. Nhưng mà đối với người mới thì mình thường sẽ khuyên là mua mua zoom, bởi vì họ sẽ thích là zoom ra zoom vào, nó tiện hơn, nhanh hơn. Nhưng mà khổ nỗi là nhà 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 sản xuất máy ảnh thì không bao giờ sẽ tạo ra một chiếc máy ảnh là phù hợp tất cả nhu cầu và tạo ra một chiếc lens đáp ứng mọi nhu cầu được. Đáp ứng mọi nhu cầu thì nó lại to đấy, thế còn khẩu nó lại, ví dụ như khẩu nó lại nhỏ quá đấy, vân vân. Thì khi chơi máy ảnh, thực ra cái người mà cần phải nâng cấp ấy, cái thứ mà cần phải nâng cấp ấy lại không phải máy ảnh, mà là bản thân mình đấy. Nâng cấp các kỹ năng khác. Thế thì cái máy ảnh thì tất nhiên nếu có điều kiện thì cứ nâng cấp thôi, nhưng mà mình thấy rằng là sau một thời gian thì mình chỉ chơi fix thôi, mình chỉ chơi fix thôi và mình cảm thấy là thỏa mãn với nhu cầu đó. Còn tất nhiên nếu mà mình sẽ phải hoạt động trong một cái sự kiện khác, ví dụ như là thể thao hay là sự kiện mình không thể tiến gần được, thì có lẽ là mình sẽ phải sử dụng những cái ống khác thì nó tiện hơn. Thì khi bạn thì mình đây là cái lựa chọn của mình nhé. Thế còn lựa chọn của bạn, bạn sẽ biết là sau một thời gian, ví dụ như là 2 năm, 3 năm, bạn sẽ biết là mình thích cái gì hơn, bạn thực sự cảm thấy rung động cái gì hơn. Ví dụ như mình chụp được ảnh một ảnh đường phố, hay ảnh một ảnh đứa trẻ con cười, hay là một khoảnh khắc trong cuộc đời của người bạn mình cảm thấy là mình có ý nghĩa, mình cảm thấy là mình tồn tại trong cuộc sống của họ, mình cảm thấy rằng là mình kể được một câu chuyện có giá trị. Thậm chí tất cả những ảnh của những cái người mà mình cảm thấy đẹp đấy mình đều giữ lại, và bao nhiêu năm sau mình vẫn gửi cho họ. Có những khách hàng là chụp, mình còn nhớ là chụp xong là mình gửi ảnh cho họ hết rồi và họ mất đi,
đến khi mà một người trong gia đình họ mất, chính là người trong ảnh đó, một cái tấm rất là may mắn chụp được cụ như vậy. Và trong cái lúc bối rối như thế thì mình đã gửi lại cho họ tấm ảnh này, đây là ảnh của chị bao nhiêu năm trước, thì họ cảm thấy rất là ý nghĩa. Hay là như ngày xưa mình đi chụp những em bé bị ung thư chẳng hạn, thì nếu mà mình không in kịp, mình cảm giác mình sẽ phải chạy đua với cái sự sống của các em ấy. Nếu mà mình không kịp trao cái bức ảnh này cho các em ấy thì có thể các em đã qua đời mất rồi. Thế thì khi làm như vậy thì mình cảm thấy mình có ý nghĩa trong trong cuộc sống. Thậm chí là ngay cả khi mình bán những bức ảnh của mình cho những người khác ấy, thì hôm qua mình cũng chia sẻ với bạn ấy, thực ra bạn dùng bức ảnh của mình là mình phải cảm ơn rồi. Thế còn đương nhiên khi mà ảnh của mình được tồn tại trong cái không gian sống của bạn ấy, có nghĩa rằng là mình cũng tồn tại trong không gian sống đó. Thế thì có thể ok, chẳng chẳng may mình mất đi chẳng hạn, thì mình vẫn tồn tại trong một cuộc sống của ai đấy, thì mình cảm thấy điều đó là ý nghĩa. Bạn cứ xem, mà xem Facebook nó có một chức năng là khi qua đời thì cái Facebook của bạn sẽ bàn giao cho ai, xóa hay không đấy. Trong Facebook nó đã có tính năng đấy rồi. Thế thì chơi ảnh cũng là như vậy, chơi ảnh của mình với mình cũng là như vậy, chụp chụp những cái gì diễn ra hàng ngày, chụp những người gần thân thuộc nhất để mà mình cảm thấy mình có ý nghĩa, mình cảm thấy mình có câu chuyện, mình cảm thấy có thứ để mà chia sẻ. Thì đấy đấy là quan điểm chơi chụp ảnh của mình. Cho nên là mình có đi đâu chụp ảnh mình vẫn thấy vui, ra ngoài đường chụp không chụp gì vẫn vui, hay là đi đâu chụp bất cứ một tấm ảnh gì, hay là một tuần chụp một tấm ảnh gì thì mình cảm thấy rất là vui, hoặc là gặp một người lạ ngoài đường cũng dễ là làm quen, vân vân đó. Thế còn ui dồi ôi, Quân Nghiêm làm sao để râu đẹp á? Đấy, nhiều người chê chê râu anh cũng không biết, anh cứ để thì nó được như thế thôi, chứ anh cũng chả làm gì, thỉnh thoảng tỉa tỉa tí thôi. Em chào anh Hà nhá, chào anh Đức nhá. Thì đây, trong 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 group này có rất nhiều người anh rất là giỏi, họ cũng chụp chụp giống như kiểu là họ chụp ảnh nó giống như kiểu họ phải thở vậy, tức là họ cứ chụp bình thường, đôi khi mà tấm ảnh nó không được nét lắm, không được nét lắm, không được vân vân, họ vẫn vui bởi vì họ đã chụp nét quá nhiều rồi, họ chụp vấn đề quá đẹp rồi thì họ phải tìm một thứ khác. Rồi bao nhiêu năm họ đã chụp những tấm rất đẹp rồi thì bây giờ họ phải tìm một thứ khác để mới, họ làm mới mình thôi. Thì mỗi khi mình có chia sẻ trước đây là mỗi khi mà trên trên buổi sáng mình đến, mình thỉnh thoảng gặp được một tấm ảnh nó đẹp của những người anh em chơi, mình chia sẻ lên mạng, cảm thấy là cuộc sống nó rất là ý nghĩa. Bởi vậy thì mình cũng hay làm việc đấy hàng ngày, ví dụ thỉnh thoảng sáng trước khi đi làm có vài phút nghỉ ngơi đấy thì uống cốc cà phê, up một cái ảnh lên cho mọi người vui vẻ, chia sẻ của cảm xúc thì cũng là vui, nhìn thấy một cái đẹp cũng vui. Và chính vì thế mà gặp những người anh em khác, thì mình cũng đã gặp những người em đó làm cái dự án The InSpot vừa rồi cũng là như vậy, tức là đôi khi chúng ta bận bịu, chúng ta không thể capture được những thứ trên cuộc đời, và chúng ta treo những cái ảnh ở đâu đó mà đôi khi lại còn tranh chấp nữa. Thế thì tại sao chúng ta không in một bức ảnh tử tế với giá tốt và đặc sắc, độc đáo của riêng mỗi người và treo bức ảnh đó trong nhà mình, thì điều đó nó sẽ ý nghĩa hơn chứ. Nhiều người ngày xưa chỉ trích là tại sao tôi lại treo ảnh của tôi trong nhà nhiều thế, bởi vì nếu bạn mua ảnh lúc vào thời điểm đấy thì lấy tiền đâu mà mua ảnh của người khác, tôi cũng muốn mua với họ tử tế, lấy được tiền đâu mà mua. Sau đấy thì mà không gian sống của mình là của mình, thế thì mình nhìn cái gì mình thích thì mình hãy treo thứ đấy trong nhà, bởi vì thứ đấy là mình thích cơ mà, họ có sống cuộc sống của mình đâu, mình sống trong ngôi nhà của mình. Bởi vậy thì mình nên treo những thứ gì mình thích, vì khi đấy mình về nhà mình sẽ cảm thấy bình yên. Hay là ví dụ mình chọn là phòng khách thì sẽ treo ảnh phong cảnh cho đa số mọi người sẽ biết. Thế còn cầu thang sẽ treo ảnh đường phố, phòng bố mẹ trên đường đấy sẽ là chụp ảnh đường đi về quê, phòng mình sẽ chụp ảnh con cái, hay là phòng làm việc thì sẽ chụp lại những cái khoảnh khắc, những sự kiện mà mình đã làm mà mình cảm thấy rằng là mình có ý nghĩa, hoặc những bức ảnh đã được đăng ảnh vân vân ở đâu đó. Thì mình cảm thấy ồ, về nhà cảm thấy thật nhẹ nhõm, nhìn thấy những câu chuyện nó lù lù trước mặt mình đấy, mình cảm thấy nhẹ nhõm. Thế thì mình nên chơi thôi. Em chào thầy Tú đấy. Thầy Tú của Hiền Hòa là một người rất là thú vị nhé, một người luôn luôn làm những chuyện tích cực nhé, một người truyền đi thông tin tích cực nhé. Các bạn nếu gặp thầy Tú thì cảm thấy rất là vui, học học được thầy Tú thì sẽ không bao giờ quên, có lẽ thế. Nhiều người, tôi vẫn nghe được nhiều câu chuyện của thầy Tú mặc dù là tôi chưa được học thầy Tú bao giờ. Chào Rosie này, đấy một bạn cô bạn chụp ảnh người Thanh Hóa cũng là chụp rất chăm chỉ và cũng có kỷ niệm với Rosie Vũ ngày xưa. Đó là một bức ảnh chụp chụp một cô bán thuốc đưa con về nhà trong trời mưa, và chụp bức ảnh đó được đi triển lãm ở châu Âu. Thì cảm ơn Rosie Vũ rất nhiều, lại cả Văn Trung này.
Trung ơi, anh đang chơi với một cậu bạn là quyết tâm là để dâu đến hết dịch này và anh em gặp nhau. Ôi chào anh Việt này, Ngọc Linh này, chào Việt Đức này, Hà thì chụp quá lâu rồi, chơi xe cũng thậm chí nhiều hơn mình. Bây giờ anh ấy hỏi rằng là theo anh thì nhiều người hỏi là chụp Canon hay Nikon cái nào đẹp hơn, anh nghĩ sao? Tôi nghĩ như này nhé các bạn, nếu mà hôm qua cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ở trên cái dự án The Sport, bạn sẽ nhìn thấy cái avatar của mình ở giữa thì là Fuji, bên phải thì là Sony, thế còn bên trái thì là Canon, thì mình còn một cái Nikon nữa cơ. Thế thì phải nói thật rằng là đợi mình một chút để mình cắm cái sạc nó hết hết pin mất. Ok, thế thì khi mà chơi như thế thì thực ra Canon hay Nikon hay là Sony hay là Fuji hay là iPhone hay là Samsung hay là Vsmart hay là thực ra cái gì cũng thể làm cho bạn có bức ảnh đẹp được. Ai đấy nói rằng là 1.000 bức ảnh đầu tiên là ảnh xấu ấy, cứ chụp đi thì tôi nghĩ cũng không đúng lắm đâu. Bạn có thể chụp đẹp ngay từ tấm đầu tiên nếu mà bạn có sự rèn luyện, có sự trải nghiệm, bởi vì thực tế thì chụp ảnh, vẽ tranh, viết sách, cái thứ gì đấy thì nó đều là trải nghiệm cá nhân, đấy là chính là cái cách suy nghĩ của bạn, đấy là chính là gọi là quan điểm sống của bạn, nó thể hiện trên bức ảnh cái suy nghĩ của bạn thôi. Chứ thì nếu mà bạn đủ một cái thứ mấy thứ đó rèn luyện vân vân thì bạn cũng có thể có những bức ảnh đẹp ngay từ đầu tiên. Chứ tôi vẫn nhớ là có một bức ảnh mà tôi chụp từ cách đây khoảng, tôi cũng không giỏi thời điểm đấy đâu, nhưng mà có lẽ là may mắn. Thế thì tôi chụp một bức ảnh cầu Long Biên là thời điểm mà giao giữa nắng và mưa, giữa bão ở bên kia là trời nắng. Và chỉ vì tôi tình cờ chạy lên đấy vào đúng thời điểm mà đó thôi, tình cờ, bởi vì tôi chạy tôi không mang áo mưa. Thế thì tôi cũng gặp được bức ảnh đó và đến bây giờ thì tôi cũng không thể chụp cầu được, cầu Thăng Long nào, bức nào mà đẹp hơn bức đó. Mặc dù đấy là chụp bằng máy PowerShot A610 Canon. Thế thì đừng quá quan trọng là bạn phải chụp máy ảnh gì đều có thể mang cho bạn bức ảnh đẹp hết. Bạn hãy nhìn những người họ chơi phim với một cái máy ISO 1-200, một cái ống như thế bao nhiêu năm, họ vẫn chụp ra ảnh đẹp được cơ mà. iPhone thì đương nhiên bây giờ quá tốt để mà chụp ảnh rồi. Tôi xin lỗi là nếu bạn không có quan trọng thì hãy mua một con iPhone tử tế, xong là lấy nó làm cái máy chụp ảnh, bởi vì nó quá tiện. Bạn nghĩ xem, đi chơi bây giờ xong là vác một cái ba lô to đùng, xong là đi đâu gặp ai cũng phải vác cái ba lô đó, đi đứng tàu xe cũng cũng dễ vướng, đứng vào thang máy cũng vướng, tuổi già rồi thì đeo cũng phải đau lưng. Thế thì mang một cái máy nhỏ gọn thì quá tuyệt vời. Tôi hôm qua tôi có xem hai cuộc nói chuyện của hai người nhiếp ảnh cũng khá là rất là giỏi trên thế giới, thì họ cũng nói rằng là họ vẫn dùng con Fuji XT2 này của tôi này, có sao đâu. Và họ nói rằng là cái sự thú vị của việc là họ chỉ dùng một cái lens, đấy là chuyện là thực sự mà khi bạn ra trận mà chỉ có một khẩu súng và một cái gần đấy đạn thì bạn cứ thế mà bắn thôi, bạn sẽ không nghĩ đến chuyện là ôi thôi chết bây giờ phải thay ống gì nhỉ, hay là mình sẽ phải làm như nào, thì bạn chỉ có cái thứ đó và làm thôi. Thì bạn sẽ cảm thấy rằng là tôi không phải nghĩ đến cái máy móc ấy nữa, tôi chỉ tận hưởng cái không gian trước mặt mình thôi. Tức là thay vì phải nghĩ chụp cái ống gì phải thế này phải thế kia, thì hãy dành thời gian đấy để trải nghiệm, để thưởng thức, để tận hưởng tất cả những gì diễn ra xung quanh. Bạn có thời gian để hỏi hơn đó. Thì ra thì tôi đi chụp ảnh tôi dành thời gian khá nhiều để hỏi hỏi cái người trong ảnh ấy, chuyện gì, tại sao lại thế nhỉ, chuyện ô chuyện hay à, hay là, thì chính vì thế tôi có những câu chuyện mà các bạn chụp ảnh, có một anh ông em ông bảo là tại sao anh ấy biết những cái thông tin đấy mà em lại không, bởi vì tôi thấy điều bất thường thôi, trong khung cảnh đấy có một con bé mặc đẹp hơn tất cả những người khác, mặc đẹp ở ở ở Hà Giang thì con bé mặc đẹp hơn tất cả người khác, họ ôi sao cháu bé này lại có đẹp như vậy. Thế thì mọi người mới nói với tôi rằng là bởi vì con bé đấy nhà giàu nhất ở khu này. Thế thì nhà giàu nhất ở khu đấy mà tại sao cái áo mình cảm thấy áo dân tộc mà nó không không nhiều thứ, nó thực sự là cổ cho lắm, không thực sự, sự văn hóa cho lắm. Thế hỏi ra thế thì sau đó tôi mới biết là cái bộ đấy con bé đấy nằm trong một cái dân tộc thiểu số, mà dân tộc thiểu số nó ít người đến mức độ mà ở làng này không ai có thể nhớ được cái công thức mà may cái bộ quần áo dân tộc đấy theo cách nào. Và kết quả là một dân tộc thiểu số đó bây giờ chả còn ai mặc cái thứ đấy nữa. Và ra cái chợ ở gần đấy nhé, ra cái chợ ở gần đấy thì không có một đồ gì là của người dân tộc cả, tất cả đều mua từ Trung Quốc về. Thì lúc đấy tôi mới thấy à, đây chính là một câu chuyện, hay là một câu chuyện của một người phụ nữ rất là già rồi, cứ ôm cứ khư một cái mũ của một đứa trẻ con ở trước một cái khu trường học.
thì hỏi ra tôi mới biết rằng là bà ấy là vợ lẽ ở trong một trong của một ông ở trong làng này. Ông ấy lấy đến người vợ thứ mấy mới đẻ con, thì bà này lại không có con. Thế thì hỏi ra thì cảm giác rằng là cái đứa trẻ ở trong cái lúc đi học đấy là con của một bà khác, và bà này cứ đứng ở ngoài như thế và ôm cái mũ đấy trong cái trời rét như thế. Thế thì khi mà mình cảm thấy điều đó không bình thường, không phải không bình thường mà gọi là một điều lạ gì đấy, thì mình nên hỏi hỏi cứ hỏi hỏi thôi, lân la hỏi thì mình sẽ có chuyện. Thì mình hay làm như thế khi mà mình đi chụp ảnh, thì đối với gần như ảnh đường phố mình cảm ơn những người bạn trên Facebook vì họ cũng mang ảnh của mình đi khắp nơi, nơi này nơi kia, nước này nước kia, mà mình thì không biết thực sự nó ở đấy nó như thế nào. Nếu được thì nếu bạn nào cũng dùng cái ảnh đấy ở một sự kiện nào đấy thì chắc là cho mình xin một cái ảnh để mình cảm thấy mình đang ở đấy thôi. Mất tiếng rồi á, sao mất tiếng nhỉ? Mọi người còn nghe thấy không? Ủa? Alo? Alo, sao lại mất tiếng nhỉ? Alo, mọi người còn nghe thấy không ạ? Không biết. Ok, chắc là lúc nãy là do, xin lỗi là tại sao màn hình rung, bởi vì đang phải cắm sạc ở đây. Mình đang nói đến cái đoạn đó. Thế thì đúng rồi, đúng là nhiều khi bức ảnh nó cứ lưu lạc ở đâu đấy. Mình thấy là nhiều phòng khám nha khoa vân vân, rồi thậm chí là một chỗ hình như là bán nó giống kiểu VinMart ở Việt Nam ấy, còn dùng ảnh mình để quảng cáo siêu thị ở Anh cơ mà. Các bạn cứ bảo các bạn Anh tôn trọng bản quyền, các bạn lấy xong các bạn trả trả mình tí tiền nào. Thế thì mình vẫn cứ làm thôi. Thế còn thôi, bạn nào xin thì xin cho mục đích trong sáng thì mình cũng sẽ cho. Chứ còn nói thật rằng là xin thì các bạn nên nên mua, giá nhỏ bé gì đấy nhưng mà nó giống như kiểu là giải cứu vậy, hiểu không? Tức là khi đấy thì cái người chụp ảnh họ cũng cảm thấy rằng họ muốn động lực hơn. Thực ra đấy cũng là một công việc thôi, bạn mua một sản phẩm tử tế thì bạn cũng sẽ nhận được những thứ tử tế. Như The Inksport bọn tôi là sẽ cố gắng in ảnh trên một cái chất liệu cực kỳ tốt, bức ảnh có thể đạt đến chất lượng bảo tàng, tồn tại có thể nửa cuộc đời. Thì sắp tới đây thì bọn tôi có một cái dự án, mà cái dự án mà triển khai ở mức độ cộng đồng. Chúng tôi muốn hơi bé à, volume to hết cỡ rồi đấy. Thế thì volume to hết cỡ rồi. Thế thì cái dự án đó thì sẽ bán ảnh cho cộng đồng với một mức giá không giới hạn, tức là chúng tôi sẽ đưa ra một cái mức gốc, thế còn cái mức cao hơn thì tùy các bạn trả giá. Toàn bộ số tiền đó thì bọn chúng tôi, số lãi đó, tức là số số lợi nhuận đó thì chúng tôi sẽ dùng để ủng hộ tất cả những người ủng hộ cho cộng đồng để chống lại cái dịch Covid này. Và chúng tôi sẽ làm việc đấy. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ. Và chúng tôi cam kết là toàn bộ cái số lợi nhuận đó chúng tôi sẽ dành để ủng hộ cho những cho cái công cuộc chống dịch Covid này. Lan tỏa nó đi thôi, làm một việc giống như mình đi làm giúp cho cộng đồng bởi vì mình muốn. Cảm ơn Trang. Anh có kể chuyện gì đâu, vẫn đúng như nào thì anh kể thế thôi. Thế thì lại quay lại cái chủ đề liên quan đến cái chụp ảnh nhé. Thế thì đến khi mà cái tiêu cự 35 ấy thì mình cảm thấy rằng là mình rất là hài lòng. Lúc nào nó cũng nhẹ nhàng, mình có thể mang đi bất cứ lúc nào, vứt ngay vào ba lô hay là đi đâu nó vác nó không nặng. Thế thì mình tiêu cự đó. Đi đâu trời ơi mà mình gặp những người anh rất là giỏi hơn mình rất là nhiều á. Chụp ảnh giỏi hơn mình rất là nhiều. Anh nói ôi có một cái máy tốt quá, thế này là quá tốt rồi ấy. Mà anh ấy chụp ảnh đẹp hơn mình rất nhiều và cái máy nó không không bằng, tốt bằng. Mình cảm thấy ok, thế thì mình nên tối ưu cái bức ảnh đó, cái máy ảnh đó hơn, chụp nhiều hơn, kể nhiều chuyện hơn. Chứ thay vì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nâng cấp máy mà chúng ta đâu có nhiều tiền để mà nâng cấp đâu.
Chào chị Đào Hiền. Lâu lắm gặp gặp chị. Đoán đông ấy, bây giờ âm thanh ok rồi đúng không? Thực ra thì Trang Huyền mà kể chuyện truyền cảm, thực ra thì nói thật với Trang là cái việc đi chụp ảnh nó mang lại rất nhiều thứ. Thực ra sau này khi làm báo ấy, hoặc là những khi viết những chuyện này chuyện kia ấy, mình đều viết dựa trên những cái gì mình trải qua bên ngoài ấy. Chuyện đấy có thật đấy. Thế vì nhờ nhờ đi chụp ảnh, nhờ đi nói chuyện với nhiều người thì đúng là có nhiều chuyện. Thế thì dựa vào câu chuyện đấy mình có thể kể những câu chuyện khác. Kể những câu chuyện khác, thế thì khi đấy nó sẽ thuyết phục hơn, bởi vì thay vì mình phải bịa một câu chuyện nó không thật thì mình dùng ngay câu chuyện thật đấy để mà kể. Thì đấy cũng hay. Và lúc đấy thì cũng kể, nhưng mà thực ra bây giờ có quá nhiều thông tin để mọi người nhận, thì lúc khi có mọi người có thể mình đã chia sẻ lâu rồi nhưng có thể mọi người cũng chưa có thời gian. Thế thì dần dần thì mọi người bên mình sẽ chia sẻ nhiều hơn những bức ảnh này kia để mọi người đọc, mọi người chia sẻ hoặc là mọi người mua, để mọi người có thêm động lực để mà làm những cái bức ảnh đẹp hơn, câu chuyện đẹp hơn để cho mọi người trang trí trong phòng chẳng hạn, ví dụ như là như vậy. Đó, thế thì mình cứ xin chia sẻ là như vậy. Thế thì xin chào mọi người nhé. Ôi xin chào anh Phạm. Chuyên gia Ducati có bộ râu rất là đẹp. Ôi xin chào ông bạn Hưng làm ở Ericsson cũ này. Chào ông cháu này. Đào tạo lái xe này. Thầy Tú, cảm ơn thầy Tú. Thầy Tú đã lấy hai bức ảnh đấy. Thế thì thầy Tú thích một bức ảnh nào đấy thì em xin phép là sẽ in tặng thầy một tấm ạ. Bởi vì em nghĩ là thầy đã truyền đi những cái điều rất là tích cực dành cho nhiều thế hệ học trò, và em nghĩ là em muốn tặng thầy một bức ảnh đấy. Thì thầy thích bức ảnh nào thì thầy xin phép là thầy gửi cho em bức ảnh đấy và em sẽ xin phép in tặng thầy một tấm ạ. Đỗ Nguyễn Thành. Nhiều khi cũng là ước ao sao chụp được ảnh đẹp như nhiều người khác, nhưng mà thôi thì mình cứ từ từ dần dần cứ chụp thôi. Đó, thế thì đối với một cái lens nhá, đó là mình cũng chia sẻ rất nhiều về cái lợi thế một cái lens nhỏ rồi, một cái lens nhỏ, tại sao một cái máy nhỏ với một cái lens nhỏ thì nó lại có tác dụng tốt, dễ dễ thao tác vân vân. Thứ hai là thực ra cái máy nào tốt nhất, như một câu rất là kinh điển, một cái máy nào tốt nhất là chính là cái máy mà bạn mang bên người hàng ngày ấy. Bạn chụp nó hàng ngày ấy, và nó luôn luôn có đấy, thì đấy là cái máy tốt nhất, và máy nào đều cũng có thể tạo ra được một cái bức ảnh đẹp cả, và máy nào thì nó cũng sẽ có những cái giới hạn, những cái ưu điểm. Thế thì mình cố gắng là tận dụng những ưu điểm của nó đi, thế còn những cái giới hạn thì mình tránh ra, hoặc là mình tìm một cách tiếp cận khác với khung cảnh đó mà chụp. Chứ ví dụ bây giờ các bạn mới bạn nào mà mới mua DSLR chẳng hạn mà là chưa biết lấy nét ấy, mà lấy nét chưa chắc đúng ấy, thế thì thậm chí chụp mãi mà mấy bạn ngồi gần nhau cũng không nét được. Thế là mấy bạn cầm điện thoại iPhone, một con iPhone 4, iPhone 5 để chụp bạch phát, thấy tất cả mọi người đều nét thì nó còn hiệu quả hơn nhiều so với chụp một con máy xịn mà mình còn chưa biết lấy nét. Đó, thế thì đúng là mình cũng nên hiểu những cái gì là ưu điểm, cái gì là khuyết điểm của từng thứ mà mình dùng thôi. Thế còn power shot thì cũng thế, chụp phong cảnh cực hay cực đẹp, iPhone cũng vậy, cực đẹp, Samsung bây giờ chụp đẹp. Thế còn có một số điện thoại dòng thấp hơn Vsmart mà ba ba len luôn, có mấy triệu, quá rẻ. Chứ còn xin chào cháu, cháu mua Galaxy Fold à? Ui rồi dùng cả Galaxy Fold, dùng cả iPhone 11 Pro Max, cậu dùng có iPhone 7 thôi. Hello mọi người chắc là đã đến giờ ăn cơm chưa? Nếu mọi người đã đến giờ ăn cơm rồi thì và không có câu hỏi gì thì mình tạm thời chia sẻ như vậy nhé. Thế còn có câu hỏi gì thì mọi người cứ nhắn tin mình sẽ trả lời trong trong thời gian rảnh rỗi thì mình sẽ trả lời. Còn tất nhiên thì vẫn phải tập trung công việc chứ. Mọi người có câu hỏi gì không?
cũng chỉ còn có mấy người thôi, mọi người chắc là đi đi ăn hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, chia sẻ nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những buổi chia sẻ khác. Xin cảm ơn. Bye bye. Chúc mọi người ăn ngon.